Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng nhập vào khóa học trên trang học viện băng võ song toàn.com. Trước tiên chúng ta sẽ mở trang web lên, chúng ta sẽ ghi vào thanh của trang web là www.bongvosongtoan.com và bấm Enter. Nó sẽ hiển thị lên cái trang của học viện như thế này đây, như các bạn đang thấy. Có cái logo và băng võ song toàn ở đây. Và chúng ta sẽ lướt qua phía bên tay phải đây, nó có chữ đăng nhập ở phía bên góc bên đây. Chúng ta bấm chữ đăng nhập thì nó sẽ hiện lên một cái khung ở trên đây. Chúng ta sẽ ghi cái tài khoản, tên tài khoản của chúng ta lên trên hàng ở trên đây. Ở đây ví dụ như là Ngọc Dương 2024 và chúng ta sẽ ghi cái mật khẩu vào chỗ khu này. Và sau khi đã điền xong thì chúng ta nhớ trả lời hai bài toán ở đây. Bài toán đầu tiên ở trên đây là cái số 10 cộng 10 bằng mấy, và ở đây là 3 cộng 9 bằng mấy, thì chúng ta là 12. Chúng ta sẽ ghi vô đây, nhớ trả lời đúng nha các bạn nha. Và những con số này nó sẽ thay đổi nha các bạn. Và ở dưới đây có chữ remember me là nhớ tôi. Khi các bạn bấm vào đây thì nó sẽ nhớ, và những lần sau không cần phải ghi lại, trả lời lại một lần nữa. Nhưng mà ở đây thì mình không muốn thì mình bấm ở đây. Còn sau đó bấm chữ login là truy cập vào. Và chúng ta đợi thì cái màn hình nó sẽ chớp một cái và nó trở lại cái trang giao diện chính. Và khi chúng ta bấm vào chữ xem khóa học hoặc là chữ khóa học ở đây thì nó sẽ thay đổi cái thông tin ha. Chúng ta sẽ thấy chữ ở phía bên đây nó hiện ra chữ hồ sơ Ngọc Dương 2024. Đây là hồ sơ của cái người, cái tài khoản đã đăng nhập vào rồi. Và chúng ta sẽ bấm vào chữ My Course, ở đây là khóa học của tôi. Thì nó sẽ hiển thị lên cái trang có những cái khóa học đã mua rồi. Ha, ở đây bạn này đã mua hai cái. Là khóa học đã đăng ký hai ha. Hệ thống 7 lương xa chính và Reiki lửa tâm nguyện và kim. Ví dụ chúng ta muốn học cái hệ thống 7 luân xa chính thì chúng ta bấm vào chỗ này. Thì nó sẽ mở ra trang khóa học. Và sau khi mở ra trang khóa học thì chúng ta kéo nó xuống ở đây. Thì chúng ta thấy ở dưới đây có chương trình giáo dục. Nó có ba cái đường gạch như thế này đây. Thì chúng ta phải bấm vào đây. Chúng ta sẽ thấy được ở đây có luân xa 1, luân xa 2, luân xa 3, luân xa 4, luân xa 5, 6, 7. Đó là nguyên cái khóa học và những cái mục nhỏ 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 dưới đây. Thì chúng ta sẽ bấm vào trang web. Hiện bây giờ là đang trong thời gian mà để gọi là xây dựng lên, cho nên là có những cái từ chưa được chỉnh thuộc ra hết nha, các bạn không cảm chút, và có những cái lỗi nhỏ đây mình sẽ chỉnh sau, nhưng mà điều này nó không có liên quan gì tới cái việc học của chúng ta. Rồi, cũng y hệt như này thì chúng ta sẽ thấy phần mục lục ở đây. Chúng ta bấm cái này thì nó thu nhỏ lại, bấm mũi tên lên thì nó mở rộng ra. Chúng ta bấm vào, ví dụ chúng ta muốn học các câu khẳng định trực tiếp ha của luân xa góc thì chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ thay đổi đây ha, và chúng ta chỉ cần bấm vào play chúng ta học thôi. Đây nó hơi lớn tiếng chút xíu đó ha, vô trong đây chúng ta sẽ học. Thì những cái khóa học này á là các bạn được học ở trên đây, và còn những hướng dẫn á thì mình sẽ cho hướng dẫn thêm khi mà đã đăng ký học, và mình sẽ hướng dẫn thêm qua những cái kênh khác và trực tiếp với mình. Và sau khi các bạn học xong á thì các bạn bấm chữ hoàn thành thì nó sẽ lưu cho chúng ta, nó hỏi bạn có muốn hoàn thành khóa học hay không ha. Thí dụ mình bấm có một cái thì nó sẽ tính điểm cho mình là mình đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm các khóa học. Đây, một mình đã hoàn thành 1/28 khóa học đó ha. Và bây giờ mình sẽ bấm ngược ra, mình sẽ bấm ngược ra lại cái khóa học thì chúng ta sẽ thấy nè, ở nội dung Michael nè, thì chúng ta sẽ thấy cái khóa học của chúng ta, khóa học của chúng ta ở đây kết quả là đã hoàn thành được 3.57% ha. Hồi nãy là 0%, phải bấm nút hoàn thành thì nó mới tính cho chúng ta là cái kết quả là đã học được bao nhiêu phần trăm của cái khóa học đó. Chúc các bạn đăng nhập thành công và học được thành công và vui vẻ ha. Bye bye.